Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Hoàng Trọng Thùy trở lại với tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngày hôm nay liên quan đến tình hình thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức tuyên bố hôm nay đại dịch COVID đã kết thúc, và điều đó không có nghĩa là ngừng quan tâm tới COVID-19. Ông đại diện tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố ngày hôm nay đại dịch đã kết thúc rồi. Đó là tin vui cho toàn cầu, đời sống sinh hoạt bình thường trở lại. Thế nhưng vẫn kêu gọi tiếp tục cộng đồng ở các nơi và chính phủ cảnh giác. Cảnh giác ở đây có nghĩa là vẫn cần phải cung cấp thêm cho các cơ quan y tế địa phương những phương tiện cần thiết để ngăn ngừa không những COVID mà thêm lo sợ nếu tương lai xảy ra các đại dịch khác nữa. Và tính từ thế kỷ thứ 19 cho đến giờ phút này đó, thế giới mới trải qua một cái trận đại dịch kinh hoàng như vậy. Trước đó chúng ta thấy có dịch cúm gà, dịch cúm gia cầm, nhưng mà không chết nhiều người như đại dịch. Và đó là lý do mà đã tạo nên mối quan tâm cho tất cả. Nhưng mà ít nhất, theo lời của vị tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, thì việc mà thế giới đứng trước cái hiểm họa chết nhiều người này đã giúp cho cái việc mà tăng cường thêm các nỗ lực phòng ngừa y tế và điều trị trong tương lai. Như vậy, nếu trong tương lai có một đại dịch khác thì bây giờ đó các nhà khoa học ngày nay đó họ đã có đủ các khả năng để có thể ứng phó. Đó là chuyện Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tuyên bố kết thúc đại dịch ngày hôm nay. Đồng thời Hoa Kỳ cũng thế nữa. Ngoài cái chuyện mà chấm dứt cái Title 42 thì Hoa Kỳ cũng kết thúc đại dịch trong tháng 5 này. Và điều đó có nghĩa là các nỗ lực hỗ trợ về vấn đề tài chính cho các tiểu bang cũng kết thúc luôn. Chúng ta đã thấy kết thúc sớm trước khi mà tuyên bố chính thức ngày 19 tháng 5 là ngày kết thúc đại dịch. Ở tại Nga, đây là hình ảnh của tên Prigozhin, tay chùm. Và cái hình ảnh này được xem là nhiều cái hình ảnh ghê rợn. Khi tên Prigozhin này sáng ngày tuyên bố một câu rùng rợn: chúng tôi sẽ rút ra khỏi Bakhmut. Đây là tin vui cho Ukraine. Vì lý do Prigozhin trong thời gian qua tiếp tục chỉ trích Bộ Quốc phòng của Nga, bởi vì Bộ Quốc phòng của Nga chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí cho lực lượng Wagner của tên này, lực lượng lính đánh thuê. Thế thì mặc cho lời kêu gào của y trong suốt thời gian qua, thế nhưng chuyện gì xảy đến thưa quý vị là y vẫn không nhận được thêm bất cứ vũ khí nào. Mà cái lực lượng này chết cũng thuộc lại nhiều nhất, bởi vì lực lượng tiên phong mà. Hắn đã từng cam kết với Putin rằng là để yên cho chúng tôi, lực lượng của chúng tôi sẽ tiên phong như là lực lượng đặc biệt vậy đó. Chúng tôi đi đầu ở các chiến tuyến. Thì đúng, lực lượng Wagner Group đã đi tiến vào Bakhmut và từng tuyên bố chúng tôi sẽ giúp Putin chiến thắng Bakhmut. Thế nhưng hơn 6 tháng trời vừa qua, người ta thấy đây chỉ là những tuyên bố không đi tới đâu cả. Thế thì ngay cả Putin cũng phải lượng định bây giờ có nên tin tưởng Prigozhin, tin tưởng vào lực lượng Wagner tiếp tục và cung cấp vũ khí tài trợ, trong lúc mà lực lượng chính quy của Moscow thì cũng tiếp tục bị thiệt hại. Bắn thì bắn, một ngày đó, Prigozhin yêu cầu 300 tấn.
quý vị tưởng tượng trong vòng một ngày 300 tấn. Thì y chỉ nói rằng chúng tôi hãy cung cấp một vài toa xe thôi là đủ cái số lượng vũ khí chúng tôi cần thiết để có thể chiến thắng ở Bakhmut. Mặc cho những lời kêu gào nhưng mà toàn là vô vọng. Bên phía Moscow nói bây giờ thậm chí lực lượng của chúng tôi cũng cần phải phòng thủ vào thời điểm mà quân Ukraine đang chuẩn bị tổng phản công mùa xuân này. Nếu chúng tôi tiếp tục cung cấp mà họ nói họ đã cung cấp một cái đợt, quý vị còn nhớ vào tháng 3, thì phía Putin cũng đồng ý cung cấp cho Wagner một cái lượng lớn vũ khí. Thế nhưng cho đến tháng này, sang tháng 5 rồi, Wagner không đạt được thành công gì cả. Bây giờ tiếp tục cung cấp vũ khí thì lực lượng chính quy sẽ rất là mệt mỏi. Cho nên đó là lý do Bộ Quốc phòng ngừng cung cấp vũ khí cho Prigozhin. Prigozhin đe dọa ngày hôm nay có thể chỉ là một cái lá bài thấu cấy thôi. Để rồi Putin sợ yêu cầu Bộ Quốc phòng cung cấp vũ khí hay Bộ Quốc phòng nhất định là không chấp nhận để cho cái lực lượng Wagner này tiếp tục hoạt động nữa. Và vì thế không có vũ khí thì đi vào chỗ chết. Cho nên tên Prigozhin này nói nếu mà không tiếp tục ở đây thì chúng tôi chết hết. Cho nên cuối cùng tuyên bố ngày hôm nay sẽ rời khỏi Bakhmut. Mà nếu rời khỏi Bakhmut như vậy lại là một cái cơ hội vô cùng tốt cho lực lượng Ukraine. Và quay trở về những bản tin địa phương Hoa Kỳ thì thưa quý vị, cảnh sát ở tại Arizona đã bắt được một kẻ tình nghi là giết chết một cô gái vào tuần trước thưa quý vị. Cô này đó xinh đẹp lắm cho nên là khi mà bị giết như vậy thì khiến cho nhiều người họ thương cảm. Đây là Laura Hickey, 29 tuổi. Thứ bảy tuần trước đó, sáng sớm ngày thứ bảy, ngày 29 Tây thì người dân đi bộ ở một cái con đường mòn đó thưa quý vị, họ tìm thấy xác của cô này cho nên họ báo cảnh sát, nhưng mà gia đình nói là cô đã đi chạy bộ từ hồi chiều thứ sáu rồi mà không có thấy về. Thì ra là bị giết ở đó, đến sáng thứ bảy người ta mới tìm thấy xác. Thì ngay lập tức khi mà cái vụ án của cô này được báo chí đưa tin đó, thì cảnh sát họ cũng tìm thấy một cái đoạn video là có một người đàn ông khả nghi, giống như có cái hành vi rất là khả nghi xuất hiện cùng cái giờ và chạy ra khỏi cái chỗ mà nơi thi thể cô gái, cho nên là họ đưa cái hình ảnh này ra. Nhưng mà lúc đó cảnh sát không có nói là họ có thêm bằng chứng gì không. Thì bẵng đi gần một tuần, vào ngày hôm qua cảnh sát đã chính thức tìm đến nhà của một cái tên thưa quý vị, tên này tên là Zion Teasley. Và nhà của y thì cách cái hiện trường hung án chưa đến một mai. Thì bây giờ cảnh sát mới nói tại sao họ tìm ra được. Thì ra là y trong lúc mà giết cô gái đó có thể là có hãm hiếp trong này, cho nên đã để lại DNA. Và cảnh sát đã tìm ra đến được. Thì cảnh sát cũng phát hiện là y có đã mua một cái vé chuẩn bị bay qua Detroit nữa, có nghĩa là đang lên kế hoạch bỏ trốn đó thưa quý vị. May là bắt được y, cho nên là bây giờ cảnh sát đã phía công tố viên đó giam giữ không cho đóng tiền bond luôn. Và phía bây giờ đó cảnh sát họ tin là cô gái vào chiều thứ sáu đang chạy thì bị tấn công từ phía sau, tại vì tất cả những cái vết thương chí mạng đó là bị đâm bằng dao và đâm rất nhiều nhát ở phía sau, rồi sau đó là chắc y cưỡng hiếp rồi bỏ xác cô gái ở lại đó luôn. Cảnh sát hiện nay cho biết thêm chi tiết rằng là cái vụ án mạng này đã tạo nên các mối quan tâm rất lớn cho những người chạy bộ. Và cái con đường bộ ở Arizona này rất nổi tiếng ở cái vùng mà Phoenix, thủ phủ Arizona đó. Vậy mà tên này đã theo. Hiện nay cảnh sát đang chờ kết quả giảo nghiệm tử thi để xem cô gái bị hãm hiếp như thế nào. Cảnh sát cho biết cô gái bị tấn công từ phía sau trong lúc chạy, cho nên hắn theo cô gái và có thể dùng một cái vật gì đó đập cô gái ngã xuống, rồi hãm hiếp, rồi giấu xác cô gái ở trong một cái khu vực. May mắn có người đi bộ và nhìn thấy xác của cô. Mới ngày hôm qua ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong lúc hội nghị đang diễn ra, Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra đang vẫn mong muốn làm trung gian hòa bình giữa Ukraine và Nga, thì trong lúc đó một giới chức của Ukraine đang đứng cầm lá cờ để nói tố cáo quân Nga tấn công như thế nào, và ở tại Thổ Nhĩ Kỳ thì có một cái tên viên chức ngoại giao của Nga đi tới giật cái lá cờ này. Đấy, quý vị nhìn thấy đó, hắn giật cái lá cờ và một cái hành vi gọi là bỉ ổi
để vi phạm không tôn trọng lá cờ, ngay lập tức cái anh mà Ukraine á, anh chạy đi theo. Và chuyện gì thưa quý vị? Đục lộn. Đập cho cái tên Nga một cái. À, đây là hình ảnh đập ngay. Và cũng may mắn á, là trong lúc ẩu đả như vậy đó, thì giới chức an ninh và các viên chức của Ukraine và Nga đã chạy tới. À, thậm chí có đây những hình ảnh để cho thấy đập đạp đủ hết. Vâng. Người ta đang đứng, người ta đang trình bày về những cái thống khổ của đất nước bị quân Nga xâm lăng. Thì cái tên giới chức Nga này lại chạy tới giật cái lá cờ của Ukraine như vậy. Thì đó là hành vi. Và người ta thấy rằng cái tình trạng căng thẳng hiện nay về ngoại giao rất lớn ở tại các quốc gia thứ ba đang cố gắng dàn xếp cái vụ chiến tranh này. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà luetdoc.tv.com theo dõi phần livestream, đọc thêm các bản tin đáng chú ý. Chiều nay và trở lại với chúng tôi với phần tin tức nổi bật cùng với Đinh Quang Anh Thái và bản tin tức lúc 5 giờ chiều. Vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe và nút like quý vị. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.